Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 4 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình về cho các bạn là chiếc con này là chiếc gì nhỉ? LG V30 các bạn nhỉ. Đây. Con này là LG V30 ạ. LG V30. Đây. LG V30. Thì hình thức máy con này còn đẹp là hình thức là máy vỏ, hình thức ngoại hình của nó là máy đẹp là 90% các bạn nhé. LG V30 đi ạ. Thì con này thì nó tình trạng của nó chỉ bị hơi xước một tí vào chỗ này thôi các bạn nhé. Đấy. Màn hình nó chỉ hơi bị xước một tí chỗ này thôi các bạn. Đấy. Hơi bị xước một chút thôi nhé. Khách dùng thì hơi xước một chút đấy. Cấu hình con LG V30 này thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Con này thì là màn hình của nó độ phân giải là 2K nhá. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Và bây giờ mình sẽ thử vào phần nghe nhạc xem phim cho các bạn là xem sản phẩm LG V30 này xem là nghe nhạc có ok không bạn nhé. Đây mình sẽ kết nối wifi này. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Dùng rất là phê các bạn nhé. Đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong các bạn nhé. Mạng thì hơi lag tí để mình reset thì mình lót lại cho nó chuẩn. Đấy. Đây mình sẽ nghe nhạc. Nói chung là con này thì màn hình độ phân giải 2K thì tuyệt vời đúng không ạ? Nó nhiều quảng cáo lắm. Loa rất là to ạ. Đây, lon LG V30 này rất là to nhá. Đây. Đây, nghe nhạc rất là phê ạ. Đây các bạn xem phim 4K thì vừa tại vì màn hình của nó là độ phân giải 2K mà. Phim 4K các bạn xem phim 4K này quá tuyệt vời luôn. Này. Quá sắc nét luôn, các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ nào nhá. Đấy, màn hình rất là đẹp nhá. LG V30 này. Đó, dùng rất là phê, màn hình rất là đẹp nhá. Đấy, nghe nhạc rất là to. Và sản phẩm LG V30 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000 và sản phẩm LG V30 ạ. Tình trạng con này thì máy đẹp là 90%. Nó mặt kính nó chỉ bị xước một tí góc này thôi. Đấy, xước một tí thôi nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ, 2.500.000. Đây, hai camera. Đây, vân tay này, các kiểu này. Vân tay hai camera này. Dùng rất là phê nhá. Bạn nào thích sản phẩm LG V30 này các bạn liên hệ hàng liệt sớm nhất. Một là qua Zalo. Đây số này mình sẽ dùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên mình nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần địa chỉ cửa hàng nhà mình có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình để xem và mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Và bên mình cũng có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn mà thích đổi máy các bạn thì như nào thì các bạn có thể gửi lên trên mình. Thì mình sẽ test giá và đổi cho các bạn nhé. Hoặc là các bạn chụp mình qua Zalo nhé. Đấy, nếu mà Zalo không trả lời được thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Đấy, nhiều khi mình cũng bận lắm, mình không trả lời kịp được. Thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình giới thiệu các bạn chiếc Oppo A3s này ạ. Này, chiếc Oppo A3s này. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Đây, hình thức là máy đẹp là 90% các bạn nhé. Này. Khách dùng ốp rất là dữ ạ. Đây. Máy khách dùng vẫn còn nguyên cái tem tem lưng của Oppo này. Đấy. Pin con này là pin 4000. Màn hình con này là màn hình là 6 inch. Đấy, màn hình là hơn 6 inch. Tràn viền tay thỏ tay chuột đấy ạ. Đấy, rất là tuyệt vời nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. Đấy, Oppo A3s đấy ạ.
Và sản phẩm Oppo A3s này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.750.000 nhỉ. 1.750.000 sản phẩm Oppo A3s đấy. Đấy, con này thì các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân rất là tuyệt vời ạ. Rất là rẻ, năm 2020 điện thoại rất là rẻ nhé. Con này thì máy zin nguyên bản, chưa sửa chữa, chưa ép kính gì nhé. Nên là các bạn cứ tự tin về là coi như là mua về xài nhé, rất là ok ạ. Đây, tặng kèm bạn một ốp luôn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhấn tay hàng mình là sớm nhất nhá. Dạo này thì cũng hơi khan hàng một chút, thì mình sẽ là thời gian nữa thì mình không bận việc gì ấy, thì mình sẽ cố gắng phải về thật nhiều hàng đời cao cho các bạn nhé. Thì thời gian nữa thôi, bây giờ thời gian này thì mình đang bị bận đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung, con này Samsung A80 nhé, A80 đây. Hình thức con máy này đẹp, là nói chung nó đẹp lắm, nói chung nó đẹp như là mới luôn các bạn ạ. Hình thức con dùng là khách dùng A80 đẹp như mới. Đây, con A80 đấy. A80 thì các bạn cũng biết rồi. Thì cấu hình con này là RAM, tí nữa mình sẽ xem cấu hình của nó đây. Đấy, A80 thì có là camera thò thụt nhá. Đây. Đây. Camera thò thụt, cam trước cam sau như một đấy. Đấy. Cam trước cam sau như là một nhá. Cam trước là dùng chung các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Mình sẽ xem cấu hình của nó đây. Con này là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong là 128GB nhá. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Con A80 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 5.800.000 nhá. 5.800.000. Con này thì mình sẽ check xem là còn thời gian bảo hành, xem còn dài không các bạn nhá. Xem là còn bảo hành hãng nhá. Đấy. Check bảo hành cho các bạn. Chúng mình sẽ check bảo hành cho bạn nên các bạn cứ yên tâm phải sử dụng ạ. Đấy. Và sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một một tuần và bảo hành là 6 tháng cho bạn, nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy. Đấy. Con này còn bảo hành đến 59 ngày nữa, có nghĩa là 2 tháng nữa nhá. Con này có bảo hành ở trên công ty còn Samsung còn là 2 tháng nữa nhá. Nên các bạn có mua về thao đập phá các kiểu đã điểm đi các bạn nhá. Đấy ạ. Con này thì bên mình chỉ thanh lý bạn giá 5.800.000. Hình thức là máy đẹp trên 90%, đẹp như là mới luôn các bạn. Rất là đẹp. Đấy. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Đấy. Dùng rất là sướng á, đấy. Camera to thụt này. Đấy. Con này thì nó cũng ngang giá với dòng Note đấy. Note 9S9 các kiểu ấy. Thì các bạn theo lời khuyên của mình, các bạn mua sản phẩm A80 các bạn dùng rất là phê ạ. 128GB dùng rất là tuyệt vời ạ. Mà camera thì nó nét, có chụp ảnh 3D rất là tuyệt vời nhá. Mà còn bảo hành chính hãng 2 tháng nữa nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A80 này các bạn hãy hàng mình là sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 5.800.000 nhá. Đấy, tăng kèm các bạn là một sạc nhanh và dàn cường lực sẵn đây nhá. Samsung con này là Z5 Pro, Z5 Pro thì hôm nay nhà mình về được 2 chiếc nhá. Samsung Z5 Pro hôm nay nhà mình về được 2 chiếc ạ. Và sản phẩm Samsung Z5 Pro này thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Hai con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 1.700.000. 1.700.000 sản phẩm Samsung Z5 Pro đây ạ. Hình thức là máy đẹp là 90% đấy các bạn nhé. Đây, Samsung Z5 Pro. Hình thức hai con này là đẹp 90% nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này các bạn hãy đặt hàng mình sớm nhất nhé. Samsung Z5 Pro đây ạ. Một 1.700.000 nhá. Hai con này đều là bản 2 sim nhá. Z5 Pro đều con hai con này đều là bản 2 sim nhá. Nên là các bạn yên tâm về sử dụng nhá. Z5 Pro đây ạ. Đấy. 1.700.000 một con. Đây. Đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con Oppo A37 này ạ. A37 thì hình thức con này là còn 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.100.000. Con A37 này thì cấu hình con này là gì nhỉ? Cấu
cấu hình con bộ nhớ trong con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong coi như là 16GB nhá. 16GB ạ. RAM 2GB bộ nhớ trong 16GB ạ. Con này thì nó cũng bây giờ thì nó cũng hơi chậm chậm một chút rồi. Nó cũng là nó RAM 2 mà, RAM 2 thì nó cũng hơi bị chậm một chút rồi. Như là bản này có đồng xung này. Tức là máy đẹp 90%. Con này thì máy zin nguyên bản nhá, chưa sửa chữa chứ ép kính gì nhá. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.100.000. Sản phẩm Oppo A37 đấy ạ. Rất là rẻ. Cho bạn lựa chọn nhá. Con này hết pin thì sao? Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu bạn là chiếc con này là chiếc Redmi 5A thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Redmi 5A này thì bên mình đang bán cho bạn với giá 800k nhá. 800k sản phẩm Redmi 5A. Hình thức còn ngoại hình còn độ 85 đến 90%. Này, cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 800k nhá. 800k này. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 5A này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Đây, Redmi 5A 800k. Rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhé. Đây. Một quá. À, và đây của mình có con này 500 này. Đấy, 500 thanh lý giá lợn chết cho các bạn nhá, 500k đấy. Con này là con Martel LT552 nhá. Con này là con Martel LT52. Đây, con này thì thanh lý các bạn với giá lợn chết là 500k nhé. Đây, lợn chết 500k. Đấy, các bạn mua về thay con máy đen trắng rất là ok nhé. Con máy đen trắng Nokia mình đang bán là 700-800.000 cơ. Đấy. Con Nokia là bên mình đang bán cũng giá 700-800.000 cơ. Nhưng mà con này thì bên mình thanh lý cháo ứng, mình thanh lý bạn với giá cực kỳ rẻ. Đây ạ, 500k nhé. Máy nó khá non, khá đẹp nhé. Hình thức máy nó khá đẹp nhé, không phải là xấu quá nhé. Đây, rất là đẹp đấy ạ. 500k. Các bạn mua về làm một con máy phụ nghe gọi thay con đèn trắng cũng được nhá. Đấy, hoặc là nhiều là 4S đấy. Nhưng mà màn nó to. Màn hình con này 5 inch cơ. Đấy. 500k nhá. Đấy, con Martel. Và đây là con Lot 3 này. Lot 3 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Lot 3 này, đấy. Mắt Lot 3 thì màn hình nó là 5,5 inch. Thì con này thì cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Lot 3 thì có cái bút nhá, dùng rất là tuyệt vời, rất là sướng ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 3 này các bạn nhớ cái hàng mình sớm nhất nhá. Đây, Lot 3 đấy. Lot 3 thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.100.000 nhá. Đấy, 1.1 nhá. Này con Lot 3 này là 1.1 ạ. Đấy. Máy màu trắng. Hình thức cũng khá là rất là đẹp nhá. Đây, nom rất là đẹp đấy. Đấy. Dùng khách dùng lâu như này vẫn còn rất là đẹp nhá. Lot 3 này ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 3 này các bạn nhớ hàng mình là sớm nhất nhá. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB ạ. Đấy. Đấy, Lot 3 màn hình là to. Nhà có ông bạn, các bạn có ông bà, bố mẹ, người thân ấy thì các bạn mua sản phẩm pin này đang hết rồi sao ấy? Hết với pin rồi. Thì các bạn nhấn tay là sản phẩm sớm nhất nhá, Lot 3 này ạ. À. Rất là rẻ. Đây và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay. Nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung, con này là Samsung gì nhỉ? Samsung con này là Samsung Z2 Pro. Thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. Đấy, Z2 Pro. Z2 Pro đấy. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.100.000 nhé. 1.100.000 sản phẩm Samsung Z2 Pro đấy ạ. Hình thức máy cũng đẹp 90%. Máy zin nguyên bản nhé. Z2 Pro đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z2 Pro này, các bạn nhớ hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, nhà mình này toàn máy giá rẻ thanh lý. Đó,
cực kỳ là rẻ cho các bạn, thì các bạn xuất sản phẩm nào các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung S7 này. Samsung S7 thì cấu hình con S7 này thì cấu hình là RAM, con này là RAM gì nhỉ, con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB này. Hình thức là máy đẹp 90% các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé, 1.900.000 sản phẩm Samsung S7 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhận hàng mình là sớm nhất, 1.900.000, 1.900.000 sản phẩm Samsung S7 đấy ạ. Đấy, màu đen nhé, máy màu đen rất là đẹp nhé, hình thức máy đẹp 90% S7 đấy ạ. Đấy, rất là rẻ nhé. S7 thì nhà mình còn mỗi 1 chiếc thôi. Đấy, và đây là con Index này, và đây là con Martell này, Martell này của khách này, Martell này của khách đấy, Martell này của khách. Thì con này thì khách đang cắm nhưng mà mình quên mất, mình hôm trước mình chưa hỏi mật khẩu. Đấy, con Martell này thì cấu hình con này thì cũng khủng lắm này. Martell bao nhiêu vậy, model của nó thì mình bóc mất rồi, sim thì nó bổ bì trong nhé. Con này thì còn nom khá đẹp, không biết mình còn mắt heo gì mình quên mất rồi. Hôm trước thì mình bóc mất cái tem này, khách cắm cũng lâu phết rồi. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.300.000 nhá, con mắt heo này ạ. Mắt heo này 1.300.000. Đấy, mình chưa quên mất, để mai mình phá được mật khẩu thì mình sẽ xem là cấu hình của nó là bao nhiêu ghi nhá. Bạn nào thích sản phẩm con mắt heo này các bạn nên hàng mình sớm nhất nhá. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này, là mình về tiếp tục là con Samsung này, Samsung gì nhỉ? Samsung con này là Samsung A8 2018 đấy ạ. Tối quá, không này tối quá, chẳng nhìn. Đây, con này là Samsung A8 2018. Sorry các bạn, A8 2015 nhá. Con này là Samsung A8 2015, con này là bản công ty 2 SIM. Hình thức con này còn độ 90% nhá. Đây, ngoại hình còn 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.700.000 này. 1.700.000 sản phẩm Samsung A8 2015. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB. 1.700.000 rất là rẻ nhá. A8 2018 thì 2 SIM 2 sóng nhá. Góc này thì máy quay tối quá, không nhìn thấy ạ. Mai mình phải chuyển góc khác để cho máy quay nó nét hơn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2015 này các bạn đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại vào tiếp tối ngày mai nhá.